và Măng Măng, Triệu Vy cùng bị phong sát, nhưng A Hoàng lại vượt mặt Cách Cách ở điểm này. Thời gian gần đây, Phạm Măng Măng bắt đầu nhen nhóm ý định trở lại đường đua với những hoạt động từ thiện, tham gia show thời trang và nhận nhiều thương vụ hợp tác cùng nhãn hàng sau nhiều năm bị đuổi khỏi làng giải trí. Bên cạnh đó, nữ hoàng thị phi cũng hoạt động tích cực trên mạng xã hội, thường xuyên tự tin khoe nhan sắc. Mới đây, mỹ nhân Hoàng Châu Cách Cách bất ngờ cập nhật những hình ảnh đời thường vô cùng xinh đẹp lên trang Weibo cá nhân. Nữ diễn viên còn viết thêm dòng caption đầy ẩn ý: tiền đồ và hoa hồng, tương lai và dài rộng. Trong ảnh, Phạm Măng Măng tự tin khoe nhan sắc ở tuổi ngoài 40 vô cùng trẻ trung xinh đẹp, đôi mắt trong veo mang nét ngây thơ, không chút thay đổi suốt nhiều thập kỷ. Nữ diễn viên chọn bộ vest đen rộng, khiến thân hình và khuôn mặt của cô càng nhỏ nhắn. Mái tóc dài mượt mà, càng tôn thêm sự thức tha yêu kiều. Từng được báo chí phương Tây coi là tường thành nhan sắc và biểu tượng thời trang của châu Á, Phạm Măng Măng khi ở đỉnh cao sự nghiệp đã khiến hàng triệu người phải ngước nhìn ngưỡng mộ. Tuy vậy, đi cùng những hào quang chói lóa ấy lại là những bê bối tình tiền gây rúng động xứ Trung, khiến cô bị phong sát ngầm suốt 3 năm. Nghiêm trọng nhất là vào năm 2018, Phạm Măng Măng phải nộp phạt hơn 127 triệu đô tiền trốn thuế. Kể từ đó, sự nghiệp của cô gần như đóng băng. Từ ngôi sao được săn đón bậc nhất, nữ diễn viên sinh năm 1981 không được tham gia bất cứ tác phẩm điện ảnh nào hay chương trình truyền hình nào, đồng thời cũng bị hàng loạt các thương hiệu thời trang tuyên bố dừng hợp tác. Tuy nói rằng hai mỹ nhân quyền lực nhất nhì showbiz là Phạm Măng Măng và Triệu Vy đều bị vướng lùm xùm đóng băng sự nghiệp, nhưng so với Phạm Măng Măng thì Triệu Vy có vẻ kín tiếng hơn. Kể từ lúc vướng vào những vụ kiện liên quan đến làm ăn phi pháp, Triệu Vy chưa từng xuất hiện hay thậm chí còn phải về quê lánh nạn cùng chồng. Thế nhưng ở một diễn biến khác, Triệu Vy lại được cho là vượt mặt Trịnh Sảng ở một điểm. Còn nhớ khi lộ scandal mang thai hộ rúng động có liên quan đến bạn trai cũ Trương Hằng, danh tiếng và địa vị của Trịnh Sảng đã bị ảnh hưởng không ít. Thậm chí Weibo cá nhân của Trịnh Sảng còn bị xử lý, nhãn diễn viên của cô bị gỡ bỏ không thương tiếc. Tài khoản của ngôi sao yêu em từ cái nhìn đầu tiên cũng đã bay màu. Tuy nhiên trường hợp này không hề xảy ra với Triệu Vy. Dù đã ở ẩn và đang sử dụng Instagram, thế nhưng Triệu Vy vẫn còn tài khoản Weibo chứ không bị mất như các đàn em tai tiếng. Thậm chí, Weibo của Triệu Vy vẫn có nhãn diễn viên như không có gì xảy ra, còn đề cập đến những bộ phim như Hoàng Châu Cách Cách hay Hòa Bì, vốn đã bị gỡ sạch sẽ khỏi các trang mạng. Ngay đầu trang Weibo của Triệu Vy vẫn còn đề xuất những bộ phim mà cô từng tham gia, trông giống như Tiểu Yến Tử đang tạm thời ngưng dùng mạng xã hội chứ không phải gặp liên hoàn scandal gì. Đây có thể là kẽ hở của Weibo khi không hoàn toàn loại bỏ tung tích Triệu Vy trên mạng xã hội. Vì giờ đây, ngay cả đầu bình cũng đã loại bỏ hình ảnh của nữ diễn viên trong các tác phẩm tiêu biểu. Hoặc cũng có thể vì không có những phát ngôn gây sốc liên tục như Trịnh Sảng, nên tạm thời, trang cá nhân của Triệu Vy vẫn bình yên ở đó. Một ngôi sao khác cũng khốn khổ vì lệnh cấm sóng chính là Trương Triết Hạn. Theo giới truyền thông, từ thời điểm bị đưa tên vào danh sách cấm sóng, Trương Triết Hạn tỏ ra suy sụp. Mặt khác, nhiều anti-fan quá khích đã gửi cả hoa tang đến nhà anh cùng lời lẽ xúc phạm, khiến gia đình ảnh hưởng, mẹ ruột thậm chí đòi tự tử. Tối 27 tháng 11, đạo diễn Lý Học Chính gây xôn xao với bài đăng bên vực Trương Triết Hạn. Ông gay gắt phát biểu, tại sao một tổ chức phi chính phủ như Hiệp hội Biểu diễn lại có quyền đưa ra yêu cầu cấm sóng một nghệ sĩ? Mọi việc của Triết Hạn đến giờ vẫn chưa được đưa ra ánh sáng hay có kết luận cụ thể từ cơ quan chức năng. Ai đã soạn thảo danh sách này cho Hiệp hội? Chúng được liệt kê theo tiêu chí nào? Vì đạo diễn cho biết, ông đã liên hệ trực tiếp với nam diễn viên để bảo vệ anh trong cuộc chiến pháp lý đòi lại danh dự. Lý Học Chính là giám đốc Trung tâm Điện ảnh và Truyền hình Kim Thuẫn thuộc Cục Hậu cần Quân ủy Trung ương. Đồng thời, ông cũng là giám đốc Hiệp hội Luật Hành vi Trung Quốc và Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Nghiên cứu Giám sát Dư luận. Ông là người có vị thế và danh tiếng lớn trong giới chức Trung Quốc. Vụ scandal của Trương Triết Hạn khơi nguồn từ đầu tháng 8. Theo đó, mạng xã hội lan truyền hình ảnh cũ tài tử đi đám cưới tại một ngôi đền được cho là nhạy cảm với người Trung Quốc và chụp ảnh check-in ở một đền thờ khác thờ tội phạm chiến tranh. Cả hai địa điểm này đều là những nơi tối kỵ đối với dân Trung Quốc. Vì lý do này, Trương Triết Hạn bị khán giả trong nước ném đá kịch liệt. Phía Trương Triết Hạn đăng tải bài viết bày tỏ thái độ xin lỗi ăn năn về những việc làm không đúng trong quá khứ. Anh giải thích, do mình thiếu hiểu biết, không tìm hiểu kỹ bối cảnh nơi chụp ảnh dẫn đến vụ việc đáng tiếc. Vụ việc khiến ngôi sao 30 tuổi đánh mất sự nghiệp sáng giá của mình. Trong vòng 4 tiếng đồng hồ, anh bị 30 nhãn hàng hủy bỏ hợp đồng quảng cáo. Các dự án phim ảnh sau có mặt anh tuyên bố cắt hình ảnh và ngừng hợp tác.